Hello everyone. Today I will introduce you a new lesson. Unit 7A with topic sports. Part 1, reading and speaking. Now class, you open your student book please. You look at the text and the picture. You listen and read. After that, you answer the question. What do you think you are going to read about? During my travels, I've seen lots of weird sports and races, but I believe the following are the best. When Mark Twain wrote The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County, he couldn't imagine that this would inspire people in Calaveras to start one of the funniest contests ever. The frog jumping contest has taken place since 1928. 50 finalists compete the third weekend of every May to break the world record and win the cash prize. So far, no frog has beaten the record of 21 feet 5.75 inches set by the frog Rosie the Riveter in 1986. Have you ever heard of camel wrestling? If not, then Selçuk in Turkey promises an exciting contest. I've watched it twice so far, and it's more like comedy than a sport, because the camels sometimes run towards the crowd. Luckily, no accidents have happened. Okay, now you answer the question. Maybe you can answer the question. Sure, I think I'm going to read about the places Ray has traveled to and the things that she showed. Number 2, explain the words in bold. Weird, kỳ lạ. Amazing, tưởng tượng. Inspire, truyền cảm hứng cho ai đó. Finalist, người vào chung kết. Compete, tranh đua. Break the world record, phá kỷ lục thế giới. Cross prize, giải thưởng tiền mặt. Beaten, đánh bại. Set, thiết lập. Heard, nghe nói về điều gì đó. Promise, hứa. Crowd, đám đông. Luckily, may mắn. Accident, tai nạn. Then you use the words or places in the list below to complete the sentences. You have 3 words: run towards, break the record, inspire. Now you complete 3 sentences. Sentence 1, sentence 2, sentence 3. Now complete please. Okay, now stop. Number 1, you two. Yes, a book inspires people in Calaveras to start a frog jumping contest. Number 2, you two. Frogs try to run towards that in 1986. Number 3, camels sometimes break the record the people who watch the competition. Okay. Now you answer the question. Which thing impressed you from the test? Question 2. Which contest would you like to watch and why? Okay, now maybe you answer the question 1. Which thing impressed you from the test? Like that. I was impressed by fast that people athletes race first and that an event like camel wrestling exists. Number 2, you maybe answer the question, which contest would you like to watch, why? I would like to go and see the camel wrestling contest because I think it would be a unique experience.
Part 2. Now, grammar. Today you study about grammar, present perfect. Now you look at your book. Okay. Now, như vậy hôm nay chúng ta sẽ học cái thì, về cái thì present perfect là thì hiện tại hoàn thành nha. Như các bạn đã thấy trong cái bảng trong sách của chúng ta đã có cái công thức của nó. Have form has or have plus past participle of main verb. Như vậy ở đây là cái gì? À, để thành lập được cái cấu trúc present perfect này, các bạn phải sử dụng has hoặc là have tùy theo cái chủ từ. Rồi sau đó chúng ta đứng sau đó sẽ là một cái động từ ở cột 3. Động từ cột 3 này mình còn gọi là past participle of main verb, là có nghĩa là quá khứ phần từ đó các bạn nha. Rồi, để dùng cái thì này thì chúng ta sẽ sử dụng vào trường hợp nào? We use the present perfect for action we started in the past and continue until now. Có nghĩa là chúng ta sử dụng cái thì hiện tại hoàn thành này cho một cái hành động mà nó bắt đầu trong quá khứ và có thể tiếp tục đến bây giờ. Ha, nó khác với lại là quá khứ đơn, được chưa? Quá khứ đơn thì bắt đầu trong quá khứ và kết thúc trong quá khứ. Còn hiện tại hoàn thành là cũng bắt đầu trong quá khứ nhưng mà nó có thể kéo dài cho đến hiện tại và tương lai, được chưa? Rồi, công thức thì vẫn như là những cái cấu trúc khác. Affirmative là công thức khẳng định thì chúng ta sẽ có chủ từ, tất cả cái chủ từ I, you, we, they thì sẽ cộng với have và cộng với động từ. Nếu là động từ có quy tắc thì động từ đó chỉ cần thêm ed. Còn động từ bất quy tắc thì động từ đó phải ở cột 3 ha. Và he, she, it thì cộng với lại là has. Được chưa? Rồi, negative là câu phủ định thì cũng các bạn sẽ thêm not vào sau have hoặc là has. Các bạn có thể viết tắt là haven't hoặc là hasn't. Được chưa? Cũng y như vậy. Nếu mà dùng động từ có quy tắc thì là thêm ed. Động từ bất quy tắc thì các bạn sẽ dùng nó ở cột số 3. Interrogative, đối với câu nghi vấn thì chúng ta sẽ đẩy cái trợ động từ have hoặc là has ra đầu. Ha, have thì đi với are, you, we, they cộng với 3 hoặc về đi. Ha, see, he, it thì đi với has. Ha, cộng về 3 về đi, rõ chưa? Ha. Rồi, ngoài ra nó còn có những cái điểm thời gian, những cái mốc thời gian để chúng ta nhận biết được đây là câu hiện tại hoàn thành. Ví dụ chúng ta sẽ thấy những từ như là recently, since morning, so far, already, for, just, yes, ever, never, this month, this week, this year. Ha. Right. And number 5, you find on the present perfect verb form in the text on page 72. Then complete the table with the past participle of the verb. Now, I have regular and irregular. Okay, now you complete the table. You look at the text on page 72. Which word is regular and which word is irregular? Okay, now stop. Regular, you have what happened. Irregular, you have seen, bitten, taken, heard. Alright? Okay? And number 6, now you read the text and complete the sentence with the present perfect. Dean Reed is a professional tennis player. He started playing when he was a young boy. From March to October, he plays in competitions around the world. He has a lot of medals and trophies, but none for the first place. Even so, he earns a lot of money. Now you have 2, 3, 4, 5, 6 sentences. Now you complete the sentence with the present perfect. Sentence 2. Dean
Ah, hasn't worked. Ah, work ở đây mình sẽ thêm ed, right? In an office, right? Dean đã không còn làm việc trong cái văn phòng, ha. Number three, Dean has traveled. Travel cũng là động từ có quy tắc cho nên mình thêm ed. To many countries. Number four, Dean hasn't won, right? Win là động từ bất quy tắc cho nên cột 3 của nó sẽ là won. First prize so far. Number five, Dean has taken part. À, take là động từ bất quy tắc, cột 3 của nó sẽ là taken. Taken part in many competition. Number six, Dean. Ở đây chúng ta sẽ thấy chữ never. Như vậy chỗ này mình sẽ cho chữ never đứng giữa. Has never worried. Chữ worry là động từ có quy tắc cho nên mình sẽ chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm ed. About money. Are you right? Okay. Now exercise 7. To the correct word. Now number 1. For or seen. Number 2. Already or just. 3. Seen or for. 4. Already or just. Number 5. Already or just. Number 6. Never or ever. Number 7. Ever or already. Now you too. Thank you. Now let's check. Number 1. You too. 4. Number 2, you too. Already. Number 3, you too. Seen. Number 4, you too. Yet. Number 5, you too. Already. Number 6, you too. Never. Number 7, you too. Ever. Exercise 8. Use the information in exercise 7 to ask and answer the question. As in the example. For example, number 1, soccer, long time. You ask, have Giovanni played soccer for a long time? Answer, yes, he has. Okay, now you do 2, 3, 4, 5, 6, 7. Become famous. Be a professional player long time. A captain of a team. Play in international competition. Be to college. Play for Mexico. Okay, now I have you answer keys. Number 2, has he become famous? Yes, he has. Number 3, has he been a professional player for a long time? Yes, he has. Number 4, has he been captain of a team? No, he hasn't. Number 5, has he played in international competition? Yes, he has. Number 6, has he been to college? No, he hasn't. Number 7, has he played for Mexico? Yes, he has. Bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô sẽ giao cái phần bài tập về cho các bạn. Các bạn sẽ làm cho cô bài tập số 9 ở trang 73 trong sách Student Book. Các bạn sẽ dựa theo cái ví dụ và các bạn làm. Sau đó các bạn sẽ gửi mail về cho cô với địa chỉ mail hana041182@gmail.com để cô kiểm tra các bạn có làm bài hay không. Và tiếp theo là các bạn sẽ chuẩn bị cho cô cái phần Session B của Unit 7 tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn học tốt nhé.